Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của cao thủ Chu Huy Đào. Mời bạn xem trận đầu tiên, Chu Huy Đào cầm đen tố hậu gặp Dương Thứ Nhất cầm đá đen tiên, mời bạn thưởng thức.将军。
将军。将军。将军。将军。将军，将军。将军，将军，将军，将军，将军。Mã 6 thôi 7 chiếu tướng sắc cục. Trên đây thì duy nhất quân cờ nhận thua. Mời bạn xem ván thứ hai. Chu Quy Đào cầm đỏ đi tiên, chị Âm Hâm cầm đen đỏ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军.将军.将军.
将军。将军。Trên đây khó lòng chống đỡ, chị em ham buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.